Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 18 tây của tháng 7 của năm 2022 và chúng ta đang trong chương trình 509. Phần đầu của chương trình thì có cháu Linh ở Fort Worth, Texas hỏi về cái vấn đề thủ tục để điều chỉnh cái thẻ xanh sai của cháu mà khi cháu nhập cư vào nước Hoa Kỳ. Thì nói tóm lại, cháu và mẹ cháu qua đây theo cái diện của chồng của mẹ cháu bảo lãnh, đó là người dượng của cháu. Thì mẹ cháu có thẻ xanh 10 năm nhưng mà ngược lại cháu chỉ có thẻ xanh 2 năm thôi. Nhưng mà mình biết rằng cái luật là khi mà đã bước chân vào nước Mỹ mà cái thời gian mình bước chân vào nước Mỹ nó trên 2 năm thì trên nguyên tắc đó là cái thẻ xanh 10 năm. Thì cháu đã làm thủ tục để điều chỉnh cái thẻ xanh 2 năm cho nó trở thành 10 năm thì cái đó là cái I-90. Cháu đã làm với cái mẫu đơn I-90 từ tháng 3 của năm ngoái cho tới bây giờ mà sở di trú chưa có giải quyết xong. Thì bây giờ cháu nhận được cái nhắc nhở của sở di trú cần làm cái 751 tại vì cái hệ thống của cháu trong với sở di trú vẫn là cái thẻ xanh 2 năm. Thì cái câu hỏi của cháu thì cháu có nên làm hay không? Thì cái câu trả lời của chú để chú nhắc nhở lại là mình cần làm nếu mà khi 90 người ta giải quyết không kịp. Lý do tại sao? Tại vì cái database, cái hệ thống liên quan tới cái thẻ xanh 2 năm, nếu mà chú nhớ không có sai, là hệ thống riêng biệt để coi cái vấn đề có gian lận gì hay không về hôn nhân. Cho nên khi mà cái hệ thống riêng biệt như vậy mà không biết cháu đang làm cái thủ tục I-90 thì cháu cần làm để tránh cái vấn đề nó còn bị tệ hơn nữa. Giả sử nó chấm dứt cái thẻ xanh, nó đưa mình ra tòa. Đó. Nhưng mà khi cháu làm giống như chú đã hướng dẫn là thường thường làm cái 751 kèm theo cái lá thư và những cái chứng từ giải thích rõ ràng cho người ta. Và đây là cái sai lầm của sở di trú. Và xin miễn cái tiền lệ phí của 608 cho sở di trú. Và cái thứ ba nữa là đây mình biết là tất cả cái thư từ nó vào cái sở di trú thì thường cái nhân viên dịch vụ thôi mà có cái hợp đồng với sở di trú để mở cái hộp thư để coi cái đó thôi. Cho nên cháu muốn viết cái lá thư mà để cho nó lớn, thật là lớn. Là đây cháu muốn người supervisor coi về cái package của cháu để tránh cái vấn đề người ta trả lại cái hồ sơ này của cháu nếu mà nó cảm thấy nó không có đúng. Nhưng mà cháu cần làm như vậy để hy vọng cái tình trạng nó không có thể bị tệ hơn. Và cho chú nhắc nhở lại cho cháu và tất cả quý vị luôn, những cái gì chú nói trong cái chương trình này nó là gì căn cứ vào cái gì cháu hoặc là người ta trình bày thôi. Lúc nào chú cũng khuyến khích cháu nên trực tiếp làm việc với luật sư để xem cái gì cháu trình bày nó có đúng hay không và cái thủ tục như vậy để cho nó rõ ràng hơn. Đây là một cái chương trình để cho cháu và tất cả mọi người cái thêm cái chi tiết và những cái cập nhật những cái tin tức gì thôi, chứ nó không bao giờ nó thay thế được cái sự cố vấn và cái sự làm việc kín đáo của cháu và quý vị với luật sư. Cho nên làm việc với luật sư, nhưng mà đó là cái hình thức để điều chỉnh cái thẻ xanh của cháu. Bây giờ cho tiếp tục đường dây số điện thoại, đó là tiểu bang Georgia, thành phố Atlanta. Cho Tuấn xin mời cô Bạch. Cô Bạch ở Atlanta, xin mời cô lên tiếng đi cô. Dạ, con chào luật sư ạ. Dạ vâng, chào cô. Thưa luật sư, cho con hỏi thăm, con có hai câu hỏi. Cách đây 1 năm con bảo lãnh chị con, mà vừa đúng 10 năm thì hôm cách đây vài bữa con có nhận được cái giấy approval của... sở di trú luật sư. Rồi cho con hỏi là con có một đứa cháu năm nay 27 tuổi, cháu có chồng nhưng mà đã ly dị rồi, có một đứa con nhỏ mấy tuổi đó, thì khoảng bao lâu thì con mới họ mới kêu con gửi giấy tờ để mà tiến hành cho những cái bước sau này đó thưa luật sư. Rồi cháu con đó là có thể nào đi được cùng với chị con không thưa luật sư? Và câu hỏi thứ hai của con là con cũng thời điểm đó con có lãnh một đứa em luôn,
Nhưng mà em trai con thì đã mất hồi cuối năm 2019. Và bây giờ con cũng đã nhận luôn cái giấy approval cùng một lúc luôn. Thì cái vấn đề đó, vợ với hai đứa con nhỏ còn lại có thể đi được không thưa luật sư? Và nếu không được thì có thể làm viện nhân đạo hay là như thế nào không thưa luật sư, cho con biết. Con cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cảm ơn cô Bạch đã chuẩn bị cái câu hỏi cho tôi. Đây là cô Bạch hỏi về đứa cháu gái là con của người chị phải không ạ? Dạ, dạ. Cháu nó 27 tuổi ly dị mà có một đứa cháu nữa phải không? Dạ, dạ, dạ. Hồ sơ làm năm 2012, chấp thuận năm 2 năm nay phải không ạ? Dạ, mới hôm bữa 11 tây tháng 7 con nhận được giấy đó, thưa luật sư. Nhưng mà hồ sơ làm năm 2012 phải không ạ? Dạ đúng rồi, con nhận hồi tháng 6 của năm 2012. Dạ vâng. Cho tôi hỏi cái người em trai đã mất có vợ và cái tình trạng sức khỏe của vợ có bệnh hoạn gì không, có tội phạm gì không? Dạ thưa không. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô cúp điện thoại đi để tôi có cơ hội tôi trả lời cho cô. Đầu tiên, cái thứ tự của cái hồ sơ này, cái thứ tự của cái hồ sơ này là ưu tiên 4, là ưu tiên 4 này là cái thứ tự của cái hồ sơ này là vào năm 2012. Mà nếu mà cô thấy cái visa bulletin thì cô biết rằng cái thời điểm nó đang đáo hạn là cho tháng 3 của năm 2007. Cho nên cái hồ sơ này tôi nghĩ nó còn ít nhất nữa là từ 5 năm cho tới 7, 8 năm nữa nó mới tới cái thứ tự của cái hồ sơ này. 5 năm cho tới 7 năm nữa mà cháu nó bây giờ 27 tuổi thì cháu nó có thể từ 32 tuổi cho tới 34 tuổi nữa. Mà cái luật CISPA chỉ có được cộng khoảng 10 năm thôi, 21 cộng với 10 là khoảng 31 tuổi thôi. Cho nên phần trăm rất là cao là đứa cháu gái này sẽ bị loại luôn. Okay. Cái đó là một. Cái thứ hai, mà nếu mà được ăn theo, chỉ ăn theo một đời thôi. Nghĩa là cái đứa con của đứa của cháu nó cũng không có được ăn theo, mà ăn theo chỉ có người mẹ thôi. Nhưng phần trăm rất là cao là không được ăn theo, tại vì cái thời gian còn đợi chờ nó sẽ quá cái tuổi mà đã được cộng, tại vì chưa gì cháu đã được cộng 6 năm rồi. Mà trong 10 năm đã được cộng 6 năm, mà cái hồ sơ này khoảng 5 năm cho tới 7 năm nữa, ít nhất là 5 năm cho tới 7 năm nữa với thứ tự, thì tôi nghĩ cháu nó không được ăn theo. Còn riêng cái hồ sơ của người em trai đó, sở di trú trên nguyên tắc không có quyền chấp thuận cái hồ sơ đó khi người em trai đã mất. Nhưng mà sở di trú không biết được là người ta đã mất ở bên Việt Nam. Có thể là cô không có bổ túc cái giấy chứng tử đó. Nhưng mà khi mà người ta mất năm 2019 thì hồ sơ trên mặt luật phải chấm dứt cái hồ sơ năm 2019 luôn, chứ nó không có quyền chấp thuận. Và nếu mà người chủ hộ hồ sơ mất ở Việt Nam thì nguyên cả cái hồ sơ mất luôn mà không được xin nhân đạo, không được xin nhân đạo. Xin nhân đạo là những cái tình trạng nào mà người đứng ra bảo lãnh bị mất. Còn nếu mà người chủ hộ hồ sơ mà mất thì hồ sơ nó mất theo luôn. Nó có một cái ngoại lệ là ngoại khi vợ con người ta có mặt ở trên Mỹ trước khi và sau khi mất thôi, thì cái tình trạng đó cho cộng đồng của chúng ta nó rất là hiếm. Cho nên rất tiếc là hồ sơ của người em trai cũng mất luôn. Vợ còn lại và mấy đứa con không được ăn theo nữa, tại nó không còn người chủ hộ hồ sơ để cho ăn theo nữa. Cảm ơn cô Bạch rất là nhiều. Nhưng mà cô Bạch nó đưa tới một cái vấn đề mà tôi hỏi là mẹ, nghĩa là người vợ mà còn sống mà người chồng đã mất, thì người vợ đó có bệnh hoạn gì không, có phạm tội gì không? Và nếu mà trong cái hoàn cảnh người mẹ đó mất hoặc là có cái vấn đề xã hội giống như là bệnh hoạn hoặc là tội phạm, thì maybe thôi, có thể nghiên cứu cái vấn đề con nuôi của người chị mà đang có đứa con 27 tuổi mà có thể không được ăn theo để nhìn nhận mấy cháu đứa con nuôi. Nhưng mà cái đó không phải tình trạng nào cũng giống như vậy thôi. Nó lại tùy theo. Tại vì khi mà nếu mà mẹ cháu nó mất, mà ba cháu đã mất rồi mẹ cháu nó mất, thì nếu mà có những cái bệnh hoạn gì hoặc là cái tình trạng xã hội gì bên Việt Nam
thì nghiên cứu về cái vấn đề là thân nhân con ở bên Việt Nam, thân nhân ở Việt Nam nhìn nhận là con nuôi chứ không phải là bên này. Và nó đưa tới một cái câu hỏi của một quý vị từ khu vực Dallas hỏi về cái email cho tôi, và nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà Tuấn đang nói với tình trạng của cô Bạch. Thì đây là cái câu hỏi của một người ở Dallas, Texas hỏi cho Tuấn là cháu có một muốn bảo lãnh con nuôi ở Việt Nam. Tháng này cháu nó về Việt Nam và nhận cháu ruột con. Bé sống với con từ nhỏ đến lúc mà đi qua Mỹ làm con nuôi. Bé hiện tại bây giờ được 15 tuổi. Thì muốn hỏi luật sư là có nhận được hay không và thủ tục nó như thế nào. Thì đây nó khác nha. Đây nó rất là khác khi Tuấn đang nói cái tình trạng của cô Bạch. Tại vì đây là cái vấn đề người ở ngoài nước Việt Nam nhìn nhận cái người trẻ em ở Việt Nam làm con nuôi. Cái đó nó rất là khó. Nó rất là khó là tại vì Việt Nam đã tham dự vào cái hội nghị gọi là hội nghị quốc tế, gọi là cái hội nghị Hague Adoption Convention. Cho nên nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà người ở Việt Nam nhìn nhận con nuôi ở Việt Nam, nghĩa là người thường trú, người dân ở Việt Nam, người nội địa trong Việt Nam nhìn nhận con nuôi ở Việt Nam, thì nó không có rơi vào cái Hague Convention. Lý do là cái Hague Convention nó chỉ có áp dụng cho những cái thủ tục con nuôi quốc tế thôi. Còn nếu mà thủ tục con nuôi domestically là trong nội địa thì nó không áp dụng cái đó, nó đỡ bớt khó khăn hơn. Và nếu mà đây là cháu ruột của mình nhìn nhận con nuôi, lúc nào cái lãnh sự quán nó cũng nghi ngờ là có thể thật hay không, hay là chỉ cái vấn đề giúp đỡ để cho qua thôi. Cho nên nó rất là khó khăn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong soi sánh cái tình trạng này với cái tình trạng người ta ở Việt Nam mà ba má người ta mất hết rồi, rồi ông bà hoặc là cô chú nhìn nhận con nuôi ở bên đó, thì cái lãnh sự quán nó có thể nó thấy được là cái vấn đề hoàn cảnh xã hội hoặc là hoàn cảnh mồ côi thì người ta dễ tin hơn. Nhưng mà khi mình ở đây, mình về Việt Nam nhận cháu ruột của mình, mà nếu mà ba má cháu nó còn sống thì nó rất là khó khăn. Và nó khó khăn vì hai vấn đề. Nó không đúng theo cái quy định mà Việt Nam đã tham dự vào cái Hague Adoption Convention là một. Nó không đúng khi mà cái lãnh sự quán phỏng vấn, tại vì cái lãnh sự quán sẽ nghi ngờ là vấn đề ruột thịt, người ta chỉ có muốn giúp đỡ thôi, nghĩa là không phải là sự thật. Cho nên đó là cái câu trả lời cho cái người quý vị đã email cho Tuấn. Và kế tiếp là Tuấn cũng nhận được một cái email liên quan tới cái luật CISPA. Thì khá lâu rồi chúng ta không có cái câu hỏi liên quan về cái mặt luật CISPA, là cái luật Child Status Protection Act. Thì đây là một cái câu hỏi của quý vị ở Việt Nam hỏi về cái tình trạng của đứa con của vị. Năm nay là sanh ngày mùng 8 tây tháng 3 của năm 2001. Hồ sơ là ngày ưu tiên là ngày mùng 4 tây tháng 12 của năm 2009. Được sở di trú chấp thuận là ngày 15 tây tháng 7 của năm 2010. Và đây là cái hồ sơ ưu tiên gì? Là ông bà bảo lãnh cho cha mẹ là ưu tiên 3. Thì cái câu hỏi là cháu nó có thể kịp ăn theo hay không? Thì nếu mà mình coi cái visa bulletin ưu tiên 3 đang phỏng vấn ngày 8 tây tháng 11 của năm 2008, đang phỏng vấn ngày 22 tây tháng 11 của năm 2008, đang chuẩn bị hồ sơ ngày 8 tây tháng 11 của năm 2009. Cho nên hồ sơ ưu tiên 3 người ta đang phỏng vấn năm cuối năm 2008. Mà đây cái hồ sơ này cuối năm 2009 nữa, cuối năm 2009 nữa. Mà xui là chỉ được cộng 7 tháng 12 ngày thôi. Tại vì nộp vào cuối năm 2009, 7 tháng sau sở di trú chấp thuận là năm 2010. Cho nên cháu được ăn theo cho tới lúc 21 tuổi 7 tháng thôi. Thì tháng 10 này là đúng 21 tuổi 7 tháng. Cho nên phần trăm rất là cao cháu nó không được ăn theo. Tại vì cái visa nó chưa có đáo hạn trước khi cháu nó 21 tuổi 7 tháng. Tuấn cố ý Tuấn lựa chọn cái câu hỏi này để cho quý vị thấy rằng cái lợi hại của cái vấn đề COVID-19 vừa qua, cái lợi hại của cái vấn đề tình trạng quyết định hành pháp của cựu Tổng thống Trump nó như thế nào. Tại vì nếu mà căn cứ vào cái hồ sơ này mà không có hai cái đó nó không có xảy ra, thì cháu nó lại được ăn theo, tại vì tới thời điểm này người ta đã chuẩn bị phỏng vấn rồi.
Cho nên tại vì vấn đề COVID, tại vì cái quyết định hành pháp liên quan tới COVID, thì người ta không có phỏng vấn gần 2 năm trời. Mà 2 năm trời bây giờ chúng ta dồn động hồ sơ rất là nhiều, mà 2 năm trời chúng ta mất nhiều cái thị thực mà không có sử dụng, tại vì cái lãnh sự quán ở Sài Gòn, tại vì cái đại sứ quán trung quan ở nước ở thế giới không có phỏng vấn bao nhiêu. Thì bây giờ nó dồn động rất là nhiều, và bây giờ chờ càng lâu thì cháu nó bị loại. Cho nên nếu mà trong cái hoàn cảnh mà không có COVID xảy ra thì cái phần trăm cao cháu nó lại được ăn theo. Đây mình có thể nói là tại vì không có phỏng vấn bao nhiêu thời gian suốt qua, và tại vì cái vấn đề COVID thì bây giờ cháu nó lại không được ăn theo. Đó là vài cái câu hỏi của quý vị gửi email cho Tuấn. Tuấn còn vài cái email mà quý vị đã gửi cho Tuấn nữa thì Tuấn sẽ cố gắng trình bày luôn trong cái chương trình này. Nhưng bây giờ chúng ta mời quý vị theo dõi theo cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 8 năm 2022, bảng A Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 12 năm 2014. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 8 năm 2022. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 9 năm 2015. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 3 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 8 năm 2022. Và thưa quý vị, chúng ta còn vài phút để cho Tuấn trả lời vài cái email mà quý vị đã bỏ thì giờ đã email cho Tuấn luôn. Đây là một cái câu hỏi của khán giả từ Việt Nam gửi qua. Đây là một người ở bên Việt Nam gửi qua cái email cho biết rằng là người ta đang có đứa con đang du học ở bên Mỹ, người ta sẽ đi qua đây thăm cháu, và người ta cũng có cái lịch trình là sẽ đi thăm tiểu bang Hawaii. Thì người ta muốn biết là phải xin visa hay không, hay là không cần xin visa. Tuấn biết là những cái câu hỏi basic này thì chúng ta ở đây biết, nhưng mà nhiều khi ở Việt Nam thì nó lại khác. Đầu tiên, Hawaii là tiểu bang 50 của nước Hoa Kỳ, cho nên khi qua tới đó không cần xin visa. Khi mà quý vị có visa vào nước Mỹ thì quý vị có thể đi đâu bất cứ trong nước Mỹ cũng được hết. Cộng thêm cái territory của nước Mỹ, là territory nước là những cái đất đai mà không phải là tiểu bang mà là thuộc về nước Hoa Kỳ luôn. Tuấn cho cái thí dụ giống như là Puerto Rico, giống như đảo Guam, thì chỉ có cẩn thận khi mà đi tới những cái territory đó thôi. Tại vì những cái territory đó thì thường thường người ta có cái sự kiểm tra để make sure mình có giấy tờ, chứ mình không có phải vào đây bất hợp pháp. Cho nên khi mà mình đã có visa vào nước Mỹ thì mình có quyền được đi 50 tiểu bang, cho dù tiểu bang nó là một hòn đảo, hoặc là cái territory của nước Hoa Kỳ, mình không cần xin visa. Nhưng mà nếu mà đi vào cái territory của nước Mỹ thì chuẩn bị cái sự kiểm tra của người ta. Đó là câu hỏi một khán giả ở Việt Nam, và đây cũng là một cái câu hỏi khán giả của bên Việt Nam luôn. Là đây là một cháu hỏi về cái vấn đề ngày chấp thuận của cái hồ sơ. Thì gia đình của cháu nó có hồ sơ bảo lãnh anh chị em. Hồ sơ bảo lãnh anh chị em ngày ưu tiên là ngày 26 tháng 11 của năm 2007. Hiện tại bây giờ gia đình của cháu nó có đứa em gái là sinh năm 1996 và đứa em trai út là sinh năm 1998. Lịch mở hồ sơ đã vượt qua rồi, đúng, lịch phần B của cái visa bulletin đã qua rồi, nhưng mà cái phần A tính theo cái luật CISPA thì nó chưa có qua. Tại phần A bây giờ người ta đang phỏng vấn tháng 3 của năm 2007 thôi, hồ sơ này tháng 11 của năm 2007 lận. Thì cái câu hỏi là hai cháu được ăn theo không, và một cái câu hỏi trong cái này nữa là hỏi là làm sao biết được cái ngày
ngày chấp thuận để cho mình tính cái cộng và tính cái trừ. Thì cái ngày chấp thuận thì thường thường nó nằm trong cái giấy chấp thuận. Cho nên giả sử đi, thân nhân ở bên này nộp cái hồ sơ bảo lãnh đóng cho sở di trú là cái I-130 đóng cho sở di trú 535 hoặc là thời điểm đó có thể là 425, 420 hoặc là 385 hoặc là 200 mấy hoặc là 100 mấy. Thì người ta có cái biên lai, có cái receipt number. Rồi một thời gian sau thì sở di trú duyệt cái hồ sơ, duyệt cái I-130 đó, gửi cái tờ giấy thông tin cho biết rằng là người ta đã duyệt về. Thì cái ngày mà người ta cho biết người ta duyệt cái hồ sơ trong đó người ta thông báo là cái ngày chấp thuận. Thì mình sử dụng cái ngày nộp cho tới cái ngày chấp thuận là cộng cho cái tính cho cái đạo luật CISPA, rồi mình trừ đi cái ngày mà cháu nó 21 tuổi trở lên cho tới cái ngày nó đáo hạn. Thì cái ngày đáo hạn nó chưa có nha. Nó đang đáo hạn cho tháng 3 của năm 2007. Hồ sơ của cháu là tháng 11 của năm 2007 lận. Cho nên nó chưa có đáo hạn. Và nếu mà không có cái giấy chấp thuận thì làm sao mình biết được là cái ngày chấp thuận? Thì nó có 1, 2, 3 cái phương cách. Phương cách đầu tiên là nếu mình có cái receipt thì mình có thể mình lên cái website của sở di trú uscis.gov, uscis.gov, rồi mình có thể check cái status của cái hồ sơ để xem nó có chấp thuận hay không. Hoặc là nếu mà mình không có cái receipt mà mình chỉ có cái case number thôi thì mình có thể trực tiếp liên lạc với trung tâm visa để hỏi cái ngày chấp thuận là ngày nào. Mình có thể email cho trung tâm visa hoặc là gọi cho trung tâm visa hoặc là gửi thư cho trung tâm visa, nhưng mà đa số thì cái email là cái thông dụng nhất. Cho nên đó là cái phương cách thứ hai. Và phương cách thứ ba là nếu mà mình không biết cái ngày ưu tiên nào là ngày nào hết, mà mình liên lạc cũng không được với sở di trú mà cũng không có liên lạc với trung tâm visa, thì thường thường mình có thể căn cứ vào cái hồ sơ của cái thời điểm đó. Giống như hồ sơ năm 2007, Tuấn biết nó chấp thuận khoảng cao nhất là năm 2009, năm 2010 thôi. Và mình cũng có thể thấy được cái case number của mình. Giả sử cái case của mình phỏng vấn ở Việt Nam đi, nó là HCM2010, đó là mình biết nó chấp thuận năm 2010. Đó. Cho nên nó có nhiều cái hiện hoặc là liên lạc với những cái cơ quan để cho mình biết cái ngày nó chấp thuận là ngày nào. Nhưng mà nói tóm lại là bây giờ đứa út là 24 tuổi rồi. Kế út là bây giờ là 26 tuổi rồi. Mà Tuấn nghĩ cái hồ sơ này được cộng 3 năm thôi. Mà cái này nó cũng chưa có đáo hạn nữa, mà còn ít nhất là 1 năm nữa với đáo hạn. Thì phần trăm rất là cao, cả hai em cũng không được ăn theo. Cả hai em cũng không được ăn theo luôn. Thưa quý vị, đó là vài cái câu hỏi mà quý vị đã gửi email cho Tuấn. Và tương lai nếu mà muốn email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là bình an. Xin kính chào.